Xin chào mọi người, trải qua nhiều thời gian chờ đợi thì Vũ Kinh Kỳ phần thứ tư đã trở lại. Có thể nói rằng tập đầu tiên này đã để lại khá nhiều cảm xúc, đó là sự ra đi của vị đại nguyên soái của Minh tộc. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hãy theo dõi tiếp video này cùng mình nhé! Thần tộc là một cường quyền duy nhất trên đại địa, chi phối toàn bộ mọi việc trên thế gian này. Nhưng hôm nay, họ phải đối mặt với một cuộc khiêu chiến mạnh nhất chưa từng thấy. Những người bị áp bức tập hợp lại thành một nhóm. Nhóm quân khởi nghĩa do chính đại nguyên soái Nghịch Thiên Nhi Hành lãnh đạo cùng với đại tướng Minh tộc đồng hành. Những người còn lại tác chiến với thân phận phản thần, vùng lên mà khởi nghĩa. Trước đó bọn họ đã trải qua một trận dục huyết tử chiến ở Hải Thượng Di Tích, kích lùi đám đại quân của thần tộc, rồi cuồn cuộn đoàn quân tiến vào thần vực tịnh thổ. Mở đầu tập đầu tiên là khung cảnh sớm chớp cùng cảnh sắc u ám của địa ngục. Tại sâu trong huyết vụ xâm lâm là cuộc gặp gỡ của Nghịch Thiên Nhi Hành và Vĩnh Hằng Chỉ Dạ. Vĩnh Hằng Chỉ Dạ bốc một quẻ bói, kết quả là quẻ cực kỳ hùng. Có nghĩa rằng nếu khai chiến với thần tộc, kết quả thua là cái chắc. 10 vạn năm rồi, tất cả những quẻ bói đều là cực hùng. Là vì sự tồn tại của thiên sao, cho dù là dũng sĩ thiện chiến nhất của các tộc cũng đánh không lại thiên. Chúng thần bị cầm tù ở dưới hải giác đều là nhân chứng cho sự phẫn nộ của thiên. Bên trong những cựu thần đó, chỉ có thủy tổ Sivu lúc cầm thanh đao binh chủ thần là có thể làm đối thủ của thiên. Hiện tại lão ta đã không còn nữa. Dù là tổ tiên từ chiến thì 10 vạn năm qua, hậu duệ của Sivu chưa từng từ bỏ kháng chiến lật đổ thần tộc. 3 lần chúng thần đại chiến cũng không phải là tất cả cuộc chiến. Trên thực tế đã có vô số cuộc chiến lật đổ thần tộc, nhưng kết quả đều là thất bại và hy sinh đời này tới đời khác. Người của Minh tộc yên lặng trong hỗn loạn luân chuyển. Chờ đợi mấy trăm năm hoặc ngàn năm sau xuất hiện một thủ lĩnh mới để lãnh đạo tộc nhân đời sau tiếp tục chiến đấu. Sau đó lại thất bại, biết bao nhiêu đời trôi qua rồi, kết quả vẫn là như cũ. Bản thân Nghịch Thiên Nhi Hành luôn lo lắng về điều này, liệu sẽ dẫm vào vận mệnh như tổ tiên sau? Cho nên anh không ngừng tìm kiếm sức mạnh trong khắp tam giới để chống lại. Trong lúc đó đã làm quen được một vài bằng hữu. Sau khi quen biết họ, anh quay trở lại tìm gặp Vĩnh Hằng Chỉ Dạ. Lão lần nữa bói một quẻ, ánh sáng bản mệnh của anh đã bước vào cực hàn. Cũng có nghĩa rằng thực lực đã đạt tới đỉnh phong. Trong số những bằng hữu mà anh quen biết thì Vũ Canh chính là người ẩn giấu sát khí mạnh tới chưa từng có. Cát hung của trận chiến này khó liệu. Quẻ bói trước đó được cho là chắc chắn sẽ thất bại. Hiện tại kết cục của quẻ bói đã không thể suy diễn. Đây chính là đáp án mà anh muốn. Trở lại với trận chiến, một chiêu cực mạnh của Nghịch Thiên Nhi Hành chém xuống. Nếu là thần tộc Thánh Vương tiếp nhận đòn công kích này, chắc chắn sẽ nằm xuống. Vậy nhưng, đối thủ trước mặt này lại là người đàn ông mạnh nhất trời đất. Chiêu thức của Nghịch Thiên Nhi Hành lập tức bị vô sắc giới thần lực ngăn cản. Cánh tay thiên nhẹ nhàng đánh ra đã khiến lực lượng linh hồn bị tàn vỡ và đẩy anh bay ngược về sau. Đôi bên cứ như vậy đánh nhau quyết liệt. Lúc này thiên đã chủ động tấn công và lập tức khiến Nghịch Thiên Nhi Hành rơi vào thế bị động. Không chịu từ bỏ, anh chủ động lao lên tấn công rồi tìm sơ hở, định chém cho thiên cái nịt cũng không còn. Chỉ là thiên vẫn như cũ với trạng thái ung dung. Đao của Nghịch Thiên Nhi Hành hoàn toàn không có cơ hội chạm vào cơ thể đối phương. Anh lần nữa tập trung lực lượng đánh ra một đao vô cùng khủng bố. Hai tay hai đao chém tới và đều bị chặn lại, lần này uy lực có vẻ mạnh hơn trước. Hầu hết tất cả những đợt tấn công lúc trước đều bị thiên cách không chặn lại. Lần này, hắn đã phải dùng đến cánh tay cứng hơn cả sắt của mình ra chống đỡ rồi. Tuy nhiên, dù Nghịch Thiên Nhi Hành có tập trung hết lực lượng, có cố gắng hết sức thì cũng chỉ có thể khiến đối thủ rơi xuống một giọt máu. Điều này làm thiên tức giận, hắn lập tức khóa giải công kích rồi lao lên tung một chưởng vào lồng ngực của Nghịch Thiên Nhi Hành. Lúc này hắn thực sự đã phẫn nộ. Đúng lúc định tung cú đấm kết liễu Nghịch Thiên Nhi Hành thì giọng nói của Bạch Long vang lên, khiến sát ý của hắn biến mất. Vậy nhưng một trường đó cũng khiến thân thể của Nghịch Thiên Nhi Hành bay đi. Đi cùng cái bay đó là những mảnh vỡ hóa thạch từ trên người rơi ra. Lúc này anh đã minh bạch, đây mới chính là sức mạnh của thiên sao. Kể cả khi đã luyện tới mức cao nhất của sức mạnh thì vẫn không thể đối đầu với hắn. Thậm chí có thể cầm cự thêm chốc lát thì vẫn không có cơ hội chiến thắng. Anh ngừng lại suy nghĩ trong chốc lát, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Cũng giống như sư phụ từng làm, Vĩnh Hằng Chỉ Dạ đã vì anh mà hy sinh. Anh cũng có thể làm việc như vậy, dù có dừng bước ở đây thì vẫn còn bọn họ, còn các huynh đệ, mầm mống của trận chiến đã được khơi dậy, ngọn lửa kháng chiến chống thiên sẽ không bao giờ dập tắt. Tuy không phải là người kết thúc chiến tranh, nhưng vì bản thân, vì bằng hữu, người nhà, tộc nhân, dốc sức chiến đấu mới chính là ý nghĩa tồn tại của anh. Nói rồi anh từ từ đứng dậy và tiếp tục bước lên. Nhớ lại năm đó, Nghịch Thiên Nhi Hành và Tùy Phòng Khởi Vũ từng nói chuyện riêng với nhau.
bản thân anh vẫn một mực hướng về trận chiến của Minh tộc. Khi Tùy Phong Khởi Vũ muốn nghe tâm sự thật lòng thì anh vẫn như vậy, còn với nàng, dù khuôn mặt đã bị hóa đá thì nàng cũng không quan tâm. Vậy nhưng Nghịch Thiên Nhi Hành lại cố chấp, anh đã thay đổi rồi, nếu như thời gian có thể quay ngược trở về lần nữa thì anh cũng vẫn sẽ lựa chọn chiến đấu. Cố gắng bước lên từng bậc cầu thang, cơ thể đã đạt được tới cực hạn rồi. Anh đã đi tới cuối con đường, nhưng kết quả là vẫn không thể nhìn thấy được kết cục của trận đấu. Đây có lẽ là đáng tiếc duy nhất của Nghịch Thiên Nhi Hành. Ý chí kiên cường đó khiến các chiến sĩ Minh tộc quỳ xuống kính trọng. Về phần Thiên, hắn định xuất thủ nhưng Bạch Long ngăn lại. Cuối cùng thì Nghịch Thiên Nhi Hành lại lần nữa đứng trước mặt Thiên, từ từ nâng đao lên, cánh tay run rẩy hướng về phía Thiên. Chuyện này phải do hai huynh đệ anh hoàn thành. Nói rồi Vĩnh Hằng Chi Xạ đâm tới và dừng lại trước mặt Thiên. Tới đây thì Nghịch Thiên Nhi Hành đã ra đi, mệnh khí của Minh tộc được truyền vào vũ khí. Khi linh hồn biến mất thì vũ khí cũng không còn tác dụng nữa, thân thể cùng thanh đao hóa thành thạch đá. Nhìn thấy đối phương cứ như vậy ra đi, Thiên thắc mắc vì sao sức mạnh đến từ linh hồn đột nhiên biến mất hoàn toàn. Bạch Long trả lời vì trong thời khắc sống còn, Nghịch Thiên Nhi Hành đã thay đổi suy nghĩ. Trong khoảnh khắc vừa rồi, nội tâm của anh ta dâng lên một phần tình cảm kỳ quái, đó là yêu. Vậy nên đã đem sức mạnh linh hồn của mình chuyển rời tới nơi khác. Sau khi gặp người này, Bạch Long mới biết Minh tộc đã thay đổi rất nhiều, nàng đồng cảm với Nghịch Thiên Nhi Hành. Nàng không muốn thêm nhiều sinh linh nữa bị tổn thương thêm nữa, cho nên cầu xin Thiên hãy tha cho bọn họ một con đường sống và kết thúc cuộc chiến tranh này. Dứt lời, Thiên bước ra, đi tới đâu thân thể Nghịch Thiên Nhi Hành tan biến tới đó. Cùng thời điểm ở nhiều nơi khác nhau, dường như cái chết của Nghịch Thiên Nhi Hành khiến cho nhiều người buồn bã. Bạch Thái khóc rơi nước mắt. Vũ Canh sau khi biết tin này liền tức giận, cậu muốn làm thịt Thiên ngay lập tức. Tuy nhiên người phẫn nộ nhất vẫn là các chiến sĩ Minh tộc, họ đồng loạt lao lên báo thù. Anh chàng này tên là Đại Lực Huy Quyền. Tuy chỉ là một chiến sĩ bình thường trong hàng vạn quân khởi nghĩa của Minh tộc, thế nhưng anh ta đã một mực cùng với Đại Nguyên Soái và các đại tướng giết tới Kết Tinh Sơn. Hiện tại cũng đã gặp được kẻ trong truyền thuyết. Cho dù hắn có đứng trước mặt thì anh ta vẫn không hề nao núng. Anh tin rằng chỉ cần các tướng sĩ hợp sức lại thì sẽ đánh bại được Thiên. Rất nhanh chóng, tuyến phòng thủ dưới chân Kết Tinh Sơn đã bị xuyên thủng. Ba người cực hung cùng ác, Hàn Phong Lẫm Lẫm và Tung Hoành Thiên Hạ đồng loạt lao lên tấn công. Tung Hoành Thiên Hạ vận ra mệnh khí bạo thối linh hồn, Hàn Phong Lẫm Lẫm nhanh chóng bay tới yểm trợ cho đồng đội và xuất một kích là băng sơn. Cộng thêm cùng hung cực ác, ba người đồng thời xuất kích. Bất cứ ai đó nhận công kích cấp bậc này đều không thể toàn vẹn mà ra. Vậy nhưng đây chính là Thiên, công kích của cả ba hoàn toàn không thể chạm được tới một sợi tóc của hắn. Ngay sau đó tới lượt Thiên phản công, Tung Hoành Thiên Hạ bị cầm cổ và bị đánh bay ra xa. Hai người còn lại cũng ngay lập tức bị đánh bay về phía sau. Thiên chỉ cần lướt qua chiến trường một cái thì đại quân của Minh tộc cũng tàn sát. Lần lượt từng người một nằm xuống. Nét mặt của hắn vẫn bình thản trước cảnh tượng đầy máu tươi cùng tiếng rên rỉ đau đớn của Minh tộc. Ngay cả đại tướng Minh tộc cũng không chống đỡ nổi một chiều. Loại sức mạnh này, cho dù có tập hợp chiến sĩ gấp 10 hay gấp trăm lần cũng không có khác biệt. Không chỉ là Minh tộc mà thần tộc sau khi tận mắt chứng kiến Thiên xuất thủ cũng phải kinh ngạc không thôi. Chỉ trong giây lát đã phần thắng bại. Tuy nhiên, điều còn không ngờ tới đó là Thiên đã cố gắng kiềm chế bản thân để giảm thiệt hại. Nếu không thì toàn quân Minh tộc chắc chắn sẽ bị diệt sạch, chứ không phải là bị đứt gãy gân xương như thế này. Hiện tại thời gian của Bạch Long đã không còn nhiều nữa. Thiên cũng biết được điều này nên lên tiếng. Kẻ dẫn đầu đại quân và thần vực đã chết, trận chiến này là vô nghĩa. Vừa nãy hắn đã nương tay rồi, hiện tại hắn muốn người có tiếng nói nhất trong số đại quân Minh tộc dẫn quân rời đi. Trái ngược với mong muốn đó, phía Minh tộc lại cảm thấy điều này là một sự sỉ nhục. Minh tộc có một loại tôn nghiêm là thà chết trên chiến trường chứ không chịu cầu xin. Đại Nguyên Soái đã chết, họ cũng không cầu sống tạm. Thân là huynh đệ, Hàn Phong Lẫm Lẫm dù có liều cái mạng cũng phải báo mối thù này. Tuy nhiên, cực hung cùng ác lại có ý kiến khác. Trong mắt hắn chỉ vì bản thân mà thôi, hắn sẽ tiếp tục chiến đấu, không phải vì báo thù mà là thích đánh nhau. Rất nhanh, cả ba người lần nữa lao lên. Bỗng dưng giọng nói của Bạch Long vang lên khiến cả ba dừng lại. Sức mạnh của khổng thức giới thần lực từ nàng truyền thẳng tới đầu của tất cả mọi người. Nàng không muốn tiếp tục cuộc chiến này. Nàng có thể đại biểu Thiên và thần tộc hòa giải khúc mắc giữa hai bên. Trận chiến có thể dừng tại đây. Minh tộc được tự do lựa chọn một vùng đất đai phỉ nhiều làm lãnh thổ. Thần tộc sẽ không quấy nhiễu, thậm chí còn ra tay giúp đỡ. Đây chính là cực kỳ nhượng bộ rồi. Tuy nhiên,
hòa giải vào lúc này đã là điều không thể nữa rồi, thù hận đã lắng sâu quá rồi. Cực Khung cùng Ác cười một cách mỉa mai, muốn hòa giải chỉ có một cách duy nhất, đó là thần tộc biến mất. Nói rồi hắn lao lên tấn công, mặc dù đã được cảnh báo nhưng mà hắn vẫn không ngừng lại. Mời trùy cực mạnh vùng ra định làm thịt Bạch Long, chiêu thức quá mạnh khiến cho nàng không thể sử dụng thần lực. Vậy nhưng mai trùy của hắn chưa kịp đánh tới đã bị đầu rồng của Thiên đánh bay ra thật xa và nằm im ở chỗ. Tuy nhiên mọi chuyện vẫn chưa kết thúc dễ dàng như vậy đâu. Và chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, mời các bạn đón xem nhé. Video này của mình tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.